Muốn lấy cảnh ra chỗ kia á? Ai cha, ông chỉ ở nhà này xếp cảnh cho cháu cả. À, xin chào các bạn nhá. Đấy, hôm nay hai chú cháu lại đi thả trâu. Đây. À, có một cái vấn đề như này mọi người ạ. À, có một cái mình muốn chia sẻ với mọi người là nhiều khi anh em bảo là lúc thì mình gọi là ông trẻ, lúc thì gọi là chú. Thì tóm lại là người Mường bọn mình ấy, ai khéo mồm thì gọi là thì gọi thôi. Ví dụ như là mình gọi là chú cũng được các bạn ạ, nhưng mà gọi là ông thì gọi cho con các bạn ạ. Nên là thêm từ trẻ và cho nó gọi là gần gũi hơn thôi, thì gọi là ông trẻ thôi. Như kiểu là mọi người mà kiểu đưa cháu đưa con đi học ấy, ông trẻ nhỉ, cô giáo có đẻ ra nhưng mà vẫn phải xưng là con đấy, cô giáo cho con xin đấy, kiểu như thế. Với lại cái lứa như kiểu bọn mình là nhiều khi có rất nhiều bạn, nhiều anh chị em là kiểu khéo mồm ấy, không phải con nhưng mà vẫn là xưng con đấy. Ví dụ như mình đến nhà hai ông bụ, ông cụ kia chẳng hạn, thì mình vẫn gọi ông xưng con, mặc dù là không phải là ông ruột hoặc không phải là cái gì bố đẻ gì cả các bạn ạ, hoặc là chỉ là hàng xóm thôi, nhưng mà mình nói lại mình khéo mồm thì mình gọi thôi. Đấy, nó là như thế các bạn ạ, lúc thì mình gọi là chú. Đấy, lúc thì mình gọi là ông trẻ, thì nó vẫn ý quan trọng là ý nghĩa như nhau thôi. Ông trẻ nhờ. Đấy, hoặc là ông chú nhờ. Gọi là chú cũng đúng mà. Ông trẻ cũng phải. Ai thả đằng nào ông trẻ? À. Đấy, còn công việc hôm nay thì mình lại đi quay chia sẻ với mọi người cảnh gặt lúa gánh lúa ở quê mình mọi người nhá. Đấy, thì hôm nay là nhà anh Hòa các bạn ạ, ở dưới xa kia kìa, mọi người thấy là anh em đang tập trung dưới kia rồi. Hôm nay là con nhà anh Hòa là hôm trước rồi, hôm nay là hôm nay hôm thứ hai rồi. Đây này, ruộng lúa quê mình ấy. Nhà này chung này hàng xóm mà cũng chín rồi này. À, xuống ruộng kia ông chả. À. Trâu mùa này được cái béo nhỉ ông nhỉ. Úi, đẹp thế. Nó ông xuống đây ông thả nhá. Để cháu ra đây cháu xem anh em gánh lúa. Xong. Anh Hòa gánh đây nhưng mà chở bằng xe máy. Chờ xe máy lai về. Làm tí gánh không? Hả? Có gánh đúng không? Ờ. Mệt lắm à. Đây nhá mọi người nhá. Này. Hai mâm à anh Hòa? Ghê nhỉ. Chào anh em nhá. Ây da. Cháu dâu này cũng đi gánh lúa à? Gánh được không? À, ruộng má mau tháo hết rồi à? Hết nước. À, vơi nhấn. Nứt nẻ phết rồi nhỉ? Này, nứt hết rồi này. Cho nó khỏi thụt. Thế? Có ba con rồi à? À, lại, hôm nay là... Úi đây, chân lại lái rồi à? Nay được xin được chân điếu đóm mà. Anh Hòa bàn ra cho chân điếu đóm à? Đây anh Hòa với Út này, với đứa cháu sẽ lai về tận nhà luôn á, ở ngoài cổng ngay đây á. À đấy anh em. Cà phê,
Không hay đâu. Không hay đâu ông gì ạ? Nhiệm vụ ông Trà là chỉ đi thả trâu thôi nhá anh em nhá. Không, không phải là không phải là gánh lúa đâu. Gánh lúa là sướng hơn ạ. Đến đi đâu. Sướng hơn gì nặng hơn chứ. Qua vừa về à? Vâng, về sáng. Vừa về sáng này á? Ông trẻ nghĩ cái vụ hôm qua ăn sầu riêng là ông trẻ ngán luôn ông trẻ nhỉ? Sầu riêng này ông nào phải ăn thường xuyên lắm, quen. Nó quen. Ủa, quá dài đâu. Còn 1-2 năm rồi mà ăn thì còn lâu. Chớ luôn cơ mà. Nuốt không trôi. Thôi tập ăn đi ông trẻ. Bây giờ đôi khi ông trẻ phải còn phải tập ăn đấy. Cái lưới là ăn cái gì nó ăn được, cái này hết rồi. Ông okay. Ở đây đi trâu để cháu xuống con ruộng bên dưới xem nhá. Quay cái hết cái chỗ ruộng nhá. Hết chỗ ruộng nhá. Chiều về mới chương trình ẩm thực được đúng không? Có hỗ trợ nhá. Lại có hỗ trợ. Mấy con ruộng này của nhà ai mà ui được chắc thế nhở. Ồ con này xuống nhở, chắc mình không cấy cái loại này nhở. Đây, toàn hạt thôi, hạt còn một con này nữa là xong nhá anh em nhá. Con này là phải vác hơi xa đấy, tận bờ kia.
Đấy, đây các bạn ạ, bây giờ đang ở nhà anh Hòa rồi. Máy thì đang phụt bên kia các bạn ạ, phụt lúa bên kia. Phần lúa nhà anh Hòa thì đang để ở ngoài được cái chỗ này này. Đấy, tranh thủ chờ máy vào thì anh em làm tí ẩm thực. Ghê nhà anh Hòa đợt này, nuôi ác đây nhỉ. Cá bảy màu đấy. Ồ, nhỏ tí nhỉ. Hôm nay là thêm cả một con gà nữa à bà? Con gà 5 tháng không đẻ. 5 tháng không đẻ? Nó 5 tháng làm gì nó đã đẻ quá. Đẻ rồi. Đây nào, cái đẻ rồi chứ. Không đẻ rồi thôi, nó bỏ à. À úi đây còn một con gà trươn nữa. Đuổi gà đi. Đấy à, ở bên trong kia anh em đang đun nước mọi người ạ. Út thì đang chuẩn bị hãm tiết canh nhưng mà nhà bá hết 19. Đấy, con đỏ đỏ kìa. Có thấy rắn không anh? Có, đây rồi. Hay để cái thanh đi á. Ừ. Rắn nâu con bén ngon mà. Rắn như quá. Ờ. Rắn nâu con bén mà. Kéo nó cắn cho nhá. Ờ anh Hòa chưa hai con bén à? Đây rồi. Ai lấy ít lá con bén đấy. Đây. À rồi rồi. Chết rồi. Ôi nhỏ vào chúng to ra. Không. Thế thôi đủ ngọt, đồ đặc sản nó phải ăn ít thôi chứ. Đi xuống có chị em đi. Mày làm muộn quá rồi. Rắn nha. Lấy lên chỗ này nào. Đây là rắn. Chưa mổ nha. Tí nữa mổ. Con này thui hay là nào anh? À mổ nó tươi thôi anh Hòa nhở hay là nào? Ừ không, tí thui vảy đi ấy. À, thui thì mình cạo vảy xong bắt đầu chặt khúc ra nấu con vén. Chuẩn. Đúng bài. Sủi lắm. Rồi. Đỏ luôn nha các bạn nhé. Hả? Ô con bay ra kia kìa. Cò. Đúng là gà ăn gà mùa no. Út xuống rồi đấy, đây. Út đây trước mặt, út cách 2 mét, đi thẳng 2 mét. Thằng đằng này, đây. Căng đấy nhỉ, bắt được con gà ăn đấy nhỉ. À, con gì chạy ra tận này, chó à? Áp sát đi. Không có. Không có. Ôi xịt, đợi tí nó về thôi. Hay là nó bay lên kia rồi không nhìn thấy. Nó đâu đi. Con này dài ngon lắm đấy. Ui, tận kia rồi bà. Hải thâu chim vớt qua đóng chị à? Trong chỗ đấy. Các bạn đập vào nhau nhá. Út định vô à? Vô quang vô luôn. Khó ăn đấy nhở? Pha này căng thẳng đấy. Xong. Ôi chạy ra tận đông ở đâu rồi. Đây quay lại đây. À tận đầu rồi. Chắc cái gì ngay chỗ này đây.
À đây gà con. Ủa đàn gà con. Đấy đấy đấy. Út đang ảo thuật kìa. Sủa đi. Đấy vô đi, đi. Đi tiến tiếp đi. Đấy út không thấy à? Ấp luôn, ấp luôn. Ấp luôn. Được chưa? Xin giọt rồi. Ai dám kêu nhỏ thế? À cả cái, cả cái. Dừng dừng lên đây, dừng lên. Chó nó đuổi gà đâu. Chó. Ok đó, tham gia. Được gà rồi anh em ạ. Anh em làm thêm con gà nữa nhá. Ừ. Hay hàng nó làm kiếm đi giờ. Khôn phết nhỉ. May làm mắt nhìn thấy. Đấy như ơi, cái khịt đấy nó phải đứng ăn. Chứng tỏ đi bộ đội về nó vẫn có khác nhỉ. Gà mùa này nó no anh em ạ, khó bắt. Gà này sợ nó sơ ấy, anh chết ạ. Con này đẻ có một đứa thôi, xong là mấy tháng rồi chẳng có đứa ma nào nó. Đây, Út đang mổ gà mọi người ạ. Gà với chị Hoa đang vặt thịt vịt. Gà con vịt. Con gà con vịt. Nói chung vịt. Là này, miền núi thì mấy cái là có công việc thì thịt con gà con vịt thôi. Nó nhanh, gần dã thôi. Ở đây thì anh em còn đang đợi để tuốt lúa này. Anh Hòa đang bảo hộ cái ác này. Để nó đỉa, có mà đỉa. Ừ. Hay là vừa đuổi xong nó mới vỡ đấy. Nếu mà mình mà vừa nha thì nó không khác nhiều đời này, nó ra cái lợi ý lợi trứng này. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con này vỡ trứng mọi người ạ. Đây bây giờ cũng đã gần 7 giờ các bạn ạ. Vừa nhà anh Hòa mới tuốt. Mà ông để máy này hơi anh em chả đi được. Cảnh mà phụt lúa như này thì chắc là ở thành phố là không có làm được mọi người nhé. Ở đây thì mọi người kiểu cũng thông cảm. Thứ ra là phải để con gọn vào. Chả biết tổng 3 phút gì đâu. Tối quá. Thế là hơn 7 giờ rồi anh em ạ. Hơn 20 phút. Vậy tầm đấy đấy. 25 phút đấy. Tấp nập luôn. Anh em hơi tối tí nha. Tối chưa? Đấy, đèn xung quanh hàng xóm láng giềng bật hết rồi anh em này. Xe máy đi là phải bật đèn. Năm nay
Thất thu rồi á? Đây. Những tiết canh trong kia nhưng mà tối quá, chẳng nhìn thấy gì. Mấy bát? Đây, tiết canh vịt này, tối nay này. Thịt vịt, thịt gà luộc nữa này. Còn một con rắn nữa để tí anh Hòa làm mọi người ạ. Món thịt rắn quá tuyệt luôn. À, anh nấu chưa? Nấu rồi. Xong rồi à? Xong rồi. À. Rồi tối anh tí anh em ạ. Hôm nay bên kia cũng có cỗ nha mọi người nhá. Đây. Bên mình có cỗ này. Anh ấy vào đây rồi nhưng mà tí không, anh... có nào ăn thì trong tí anh lại đun lại. Ờ đúng. Mình ấy lại cho nó nóng này. Rắn ngon đấy. Thịt gà, thịt vịt anh em ạ. Và tiết canh nữa, tiết canh thì út để lên trên kia rồi. Dần dã thôi. Ông trẻ hội nghị đâu? Hả? Ông trẻ trốn tránh tránh nhiều. À. Đây nha mọi người nhá. Nhà anh Hòa hôm nay làm hai mâm này. Đây là mâm cho chị em với các cháu. Đây là mâm của anh em bọn mình mọi người ạ. Ông trẻ đang dã măng ớt ạ ông trẻ. À, bây giờ mới ăn á? Đấy, thì còn mâm này có thêm cái bát thịt rắn mọi người ạ. Đấy, thịt rắn này. Đây này, thịt rắn nấu con vén này. Tiết canh vịt này. Cái lá này là lá đu đủ út lấy để chấm với măng chua nấu cá. Cá ba lấy ở đâu mà... Cá nó chưa quá... À, canh mướp này. Đấy. Còn... nay nắng nhờ ông trời nhờ? Đu đủ nha. Rồi. Đu đủ măng chua. Ui giời. Hợp không? Ừ. Chuẩn bài đúng không? Thiếu 19 nha. 19 nhá. Chưa có đâu. Cái này chưa có đâu. Chưa cho rồi mà. Tấm lên xuống dưới. Ông trẻ vẫn trung thành mà. Không uống bia anh em ạ. Có bia mời mà ông còn không uống mà. Tức bụng nhỉ? Chắc bia còn thiếu đây. Đấy. Đấy. Chắc là... chắc là mát lắm đấy nhỉ? Đây Vinh sang bên này Vinh nhá. Đây bên này. Ngồi luôn dưới cũng được. Ngồi đấy được, dưới được. Ngồi bát lên xuống dưới ngồi. Vâng, như thế. Đấy. Rồi, đầy đủ rồi. Thế đây. Thế đây, bát khác một bát này mùi thế. Một cái thôi. Đúng không? Sức khỏe á. Thôi, mời đi ông trẻ đi nhờ. Mời cả nhà đây. Rồi, mời anh em nha. Vụ mùa cái nhờ. Mời bà bên. Mời bà nha, mời anh chị em nha, mời cháu nha. Mời mọi người nha. Bia. À, xuống đi. Xuống không anh? Hết đi. Ai út hùng hết rồi đã. À, hết đi anh Hoài. Tám đi nhá. Mời nhá. Mời mọi người đi. À chà xuống đấy nhờ. Mỗi tội cũng về tối. Nhưng mà đêm ngủ nó nóng quá, nó rực đấy. Cái giống bia này uống thì mát. Nhưng mà ăn là hay đóng. Ôi làm đi nhờ. Rồi rắn, rắn đi anh em rắn đi. Đấy. Rắn à? Rắn nấu con vén. Chất lượng luôn. Ừ. Ừ. Rắn ăn không đấy? Có đi. Ừ, rắn nó vẫn ngon mà. Rắn em còn ăn. Mấy anh em miếng rắn nhờ. Ngon lắm. Đây. Con rắn này của ông trẻ đập được mọi người á. Cái nào hôm nay mình muốn rắn này con rắn này tới có mặn.
Ồ, ngọt thế nhờ. Con rắn này bắt được. Ngọt anh Hoàng. Nhưng mà anh phải cho mỡ trước ấy. Cho sau ấy còn ngon đấy nhá. Nhưng mà cho trước còn ngon. Con này non mà. Non. Có khi không kịp gỡ ấy. Tự tay mình làm đấy. Tự tay mình làm đấy. Đào đấy. Rồi. Ủa, cho vào đây mà. Rồi. Tận ngược mọi người nhá. Nó mọc ngược mà. Thiệt đấy. Ngọt nhá anh nhỉ. Thật ngọt. Nó vừa tầm đúng không? Ừ. Ớt không đủ cay à? Mình ăn ớt mình toàn cắn mà. Ủa. Út đang chanh à? Lá này thì ghém băng chua anh em ạ. Ai chà, trong chai không chả đã. Còn mấy chai cơ mà. Để đấy nhá, đỡ về đây tối lắm. Vâng mà con xuống trong. Không ngon mà. Ngon. À, mời anh em nhá. Đây là tổng kết chưa nhỉ anh Hoàng nhỉ? Tổng kết rồi đúng không? Tổng kết rồi. À. Đây chưa còn phơi nữa cơ mà. Mời mọi người đi. Mật đấy. Ừ, anh Hoàng này. Đâu? Anh thích ăn mật phết nhỉ? Đắng lắm. Anh đua đủ là đang ăn đắng hết mồm rồi. Pha giờ anh em mình làm đâu nhỉ? Pha giờ đi. Hả? Đây. Mang ớt ông trẻ. Trong còn hai hôm qua mình đi trộm một hộp nhưng mà nghe khó quá. Cho anh chén rượu được. Ừ, mời anh em tí rượu mật. Ông trẻ uống rượu mật không? Có ai uống được, có mỗi hành em. Cái đầu mới lại muốn cái trúng chân. Xanh lét. Xanh lè luôn. Mất ớt thì ta chưa được. Ây à. Anh em làm này được. Ừ. Làm ơi. À, hết rồi á? Hết rồi. Ờ, mời anh em đi. Ải mặt thế nhở? Chất lượng ấy. Rồi cánh đi. Con này vàng kỹ này anh Hoàng này. Không biết được. Anh cho dùng đi. Đây, anh em. Thành Lúc này cái con mà nó ở bờ ruộng ấy. Mới đấy, này nó vừa lấy. Dài đấy. Ừ. Đã cầm cải và làm luôn đi nhậu. Út rồi vụ. Lần sau phải ăn đi đừng dài thì để được 2 năm thôi là phải loại thải nó mới đàn nó mới khỏe mạnh con trống. Đúng rồi. Cái gì khoa học nó vẫn phải đúng đúng không? Già rồi thì cho nó đi. Để lưu kiểu là không được. Nó như kiểu đấy vợ nếu mà còn tử tế thì để lại còn có tử tế cái tàu khải nó nhiệt chưa khải đẹp à mai mai thì chả không nhảy thằng tôm lá tươi cỏ nắng nhóc cuốn lấy gì mà nhóc hôm nay lúc người về đấy cũng đã đó cái gì làm tí tiết canh mọi người vẫn là trồng sớm đợt nó quá ra thành trồng mút. Cái này là băm hơi to nha, anh em hết sức là nhai kỹ nha. Thế ông Út là đừng ăn nhá, ông Út không có thể ăn cái chống chỉ định với ông trà. Anh quên vừa tiệm lên, đừng quên lại chơi video, ai chúng mày lại cấm ông Út ăn đi chết. Cứ nói vào chiều đấy ông Út mà ông trà có được miếng ma nào đâu. Mấy thằng cháu ăn hết rồi đâu đấy. Bạn ăn biết cay mà không có bạn. Mấy thằng cháu ăn hết rồi, cứ nói, thế mà cứ mang tiếng nhiều thế. Hơi to rồi đấy. Nhưng mà ngon đúng không? Ngon chứ. Anh Hoa. Sớt anh cười từng miếng nào cho ông ăn trước. Cho ông ăn trước đi con tí lại bà nói bà chưa đấy ông trẻ từng miếng ma nào đâu. Mệt lắm. Quá ngon luôn. Đấy, ông gắp như miếng đậu cơ mà. Sướng không? Sướng. Cười đấy nào. Ăn vào không chịu cười. Ăn uống phải cười anh em thực tế chứ. Mời tất cả anh em nhá. Vâng vâng. Cái này mai cho tí muối vào thành cá. Câu cá. Đi quang quang à? Cái này mai cho tí muối vào lấy ra phơi. Được gì anh Hoàng? Cá đấy cá mắm. Cá mắm với cả mọi người nhá. Ăn ít thôi, chưa vợ ăn ít thôi. Không có bài thư. Cái này có vợ rồi, ăn được. À, được rồi. Thế ông Vinh không phải ăn đã chưa có vợ ấy. Ê, cái chị ấy. Nên lao gái nó không ưa đâu. Được rồi. Út vào bây giờ, này, ăn đi. Người này chén rượu nó bỏ. Đấy, chú chồng đấy nhờ. Chồng quá nhờ. Thấy anh đánh nặng lắm không? Nào mời đi. Sáng mai hôm à? Chú có mai thì mua vịt về anh đánh hộ cho. Nào mời út nhá, mời anh em nhá.
Ông trẻ làm nó đi. Ờ, ăn tiết canh không được bỏ nước. Riêng ông trẻ. À. Mai à, gánh chú à? Anh làm gì đã ăn? Thank you.